Trong những năm qua, ngành thời trang Việt Nam so với thế giới chưa phát triển vì không có công nghệ về thời trang với quy trình đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với xu thế phát triển hiện nay, ngành thời trang đang có nhiều cơ hội trông chờ vào đội ngũ trẻ chuyên nghiệp đang được đào tạo một cách bài bản, hiểu được tầm quan trọng của việc góp phần tạo nên những nhà thiết kế thời trang tài năng trong tương lai. Trong 8 năm qua, Học viện Thời trang London đã mở lớp đào tạo thời trang quốc tế tại Việt Nam. Các học viên sau quá trình học tập đều được công nhận bởi các trường đại học Anh Quốc và thường xuyên được cập nhật, đảm bảo chuẩn mực đào tạo ở mức cao nhất. Với điểm mạnh là môi trường học tập và giảng dạy quốc tế với trang thiết bị học tập hiện đại, giảng viên có bằng cấp và kinh nghiệm chuyên ngành, Học viện Thời trang London luôn hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập. Tại Học viện Thời trang London, những ai yêu thời trang và có mong muốn được học tập tại đây đều có thể lựa chọn các khóa học từ chứng chỉ tới bằng cao đẳng nâng cao và chuyển tiếp tới bằng cử nhân chuyên ngành tại Anh Quốc. Nhưng trên hết, Học viện Thời trang London, các học viên có thể sống và sáng tạo trong môi trường thời trang chuyên nghiệp và đẳng cấp. Qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Thời trang London được coi là môi trường đào tạo chuyên sâu với quy trình đào tạo tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu. Học viện được đào tạo từ tiếng Anh chuyên ngành, thiết kế, cấu trúc sản phẩm cho đến sử dụng các phần mềm đồ họa, cũng như các quy trình cắt và làm mẫu dập theo công nghệ Anh Quốc. Thêm vào đó, các môn học như kinh doanh thời trang, lịch sử văn hóa thời trang, khởi nghiệp kinh doanh cũng giúp các bạn có nền tảng vững chắc để theo đuổi niềm đam mê của mình. Học viện đã áp dụng những phương pháp giảng dạy tiên tiến mang tính thực tiễn cao. Mục tiêu đào tạo của trường là giúp học sinh định hướng, khám phá và phát triển tối đa năng lực của bản thân, tự lực giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống. Với mục tiêu thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, Học viện Thời trang London đặc biệt quan tâm đến chất lượng giáo dục toàn diện, giảng dạy hài hòa lý thuyết đi cùng thực hành, tạo cơ hội để học viên được phát triển tối đa năng lực cũng như khả năng của bản thân. Tôi thấy thời trang của Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập với quốc tế. Các thiết kế của Việt Nam sử dụng rất nhiều chất liệu truyền thống và chú trọng đến kiểu dáng phù hợp với thời trang hiện đại. Điều quan trọng để một nhà thiết kế thời trang của Việt Nam có thể phát triển là chăm chỉ làm việc, không chờ đợi một điều gì mà phải luôn cập nhật chất liệu mới để kích thích sự sáng tạo của mình. Mỗi tác phẩm phải truyền được cảm hứng đến cho tất cả mọi người. Các học viên của Việt Nam rất nhanh nhạy, ham học hỏi và có tính sáng tạo rất cao. Những gì tôi đã dạy cho sinh viên ở Anh học là 4 năm, nhưng ở đây chỉ với thời gian 2 năm thì sinh viên Việt Nam vẫn tiếp thu và học tập rất tốt. Cũng như bao ngành nghề khác, để được làm việc trong ngành thời trang, các học viên cần phải có sự phấn đấu, quyết tâm gắn bó với nghề. Thông thường, để theo đuổi ngành học thiết kế thời trang phải mất 3-4 năm cho chương trình cử nhân. Qua đó, nhiều thế hệ sinh viên sau khi ra trường đã có được cái nhìn tổng thể về ngành công nghiệp thời trang, có kinh nghiệm thực tế để phát huy thế mạnh của chính bản thân khi ra trường. Ngành thời trang Việt Nam đang ngày càng đón nhận nhiều hơn những nhà thiết kế trẻ tài năng và cá tính. Sau 2 năm trải qua quá trình học tập và rèn luyện chuyên môn, sáng tạo trong môi trường thời trang chuyên nghiệp, các học viên sẽ thể hiện những thành quả của mình. Mỗi học viên phải chuẩn bị một bộ sưu tập bao gồm 6 sản phẩm. Họ thay nghén nó từ khâu ý tưởng, thiết kế, cắt mẫu, dựng, may, hoàn tất, thuê người mẫu. Cuối cùng là trưng bày và thuyết trình. Triển lãm Học viện Thời trang London hứa hẹn sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của tuổi trẻ, đồng thời nhóm lên ngọn lửa say mê trong lòng các bạn trẻ đam mê thời trang. Mỗi sản phẩm mang theo cá tính nổi bật của người sáng tạo, cũng như những hoài bão và thông điệp gửi gắm trong nó. Để có được những đứa con tinh thần này, các học viên đã làm việc vô cùng miệt mài, say mê, cùng với sự dẫn dắt nhiệt tình, tận tụy của các thầy cô trong học viện. Theo nghĩ mà để cho một nhà thiết kế thời trang mà để thành công ở thị trường thời trang Việt Nam, thì đầu tiên là các nhà thiết kế là phải tìm tòi và tìm ra một hướng đi riêng cho mình. Trong suốt 2 năm học tại Học viện Thời trang London thì em đã học được tất cả các kỹ năng từ thiết kế, cắt, may, trang trí cửa hàng và marketing cho sản phẩm. Từ khi mới vào trường và đến khi sau khi 2 năm học ra trường thì em đã biết hơn về cách, em đã hiểu rõ hơn về thế nào gọi là nghiên cứu thị trường và nghiên cứu các xu hướng. Cộng với đó là em cũng biết cách để tạo thành một sản phẩm hoàn thiện từ ý tưởng ban đầu. Em muốn chọn một môi trường phù hợp cho mình để tiếp thu được kiến thức cũng như là những kinh nghiệm tốt nhất từ những thầy cô giáo ở môi trường này. Tất cả những học sinh vào đây thì phần lớn đều là thích thời trang, đó là vào học. Nhưng trong quá trình học thì thực sự đây là một môn học rất là, nó gần như là học nghề, nó rất là khó và khó để có thể theo đuổi nó. Vào mỗi kỳ học, sau mỗi kỳ học kết thúc thì bọn em đều hoàn thành một sản phẩm của môn học của kỳ đó yêu cầu.
Và bây giờ thì em học kỳ thứ 5 và em có đến 5 loại sản phẩm em đã có thể tự tay làm, từ khâu thiết kế cho đến cắt may và hoàn thành sản phẩm. Cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nhằm hoàn thiện chất lượng giáo dục và nâng cao chất lượng giáo viên, Học viện Thời trang London đã và đang tạo ra môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện và mang lại cho các học viên những kỹ năng cần thiết chuyên ngành thời trang.